Tiếp theo chúng ta đến với cái công thức cũng khá là quan trọng là công thức thông cấp, thông thấp, thông cao. Thì ở đây, đối với bộ lọc thông thấp, công thức nó sẽ là HLP bằng omega C trên pi nhân với cả sin như thế này. Và bộ lọc thông cao nó khác nhau chữ H, HP và LP. LP nó tức là low pass, tức là thông thấp. Còn HP là high pass, nó nghĩa là thông cao. Thì đây là cái công thức của nó. Công thức cuối cùng đó là hệ số của bộ lọc thực tế. Thì nó sẽ có cái công thức này, HD bằng cái này nó chính là cái công thức của cửa sổ ấy nhé. Cái V kép. Đây này. Các bạn có thể thấy tất cả đều bắt đầu bằng chữ V kép. Thì nó sẽ nhân với HLP. HLP hoặc là HP. Đây là mình ghi mỗi cái công thức của cửa sổ thông thấp rồi. Và công thức cuối cùng là đáp ứng xung HDZ, nó sẽ sử dụng công thức này. Đó, thì trên đây là những cái công thức mà các bạn sẽ cần phải chép vào sách để có thể tổng hợp được bộ lọc FIR.